chào quý vị, mời quý vị theo dõi bản tin buổi sáng của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay thứ hai, ngày 22 tháng 1 năm 2024. Thưa quý vị, trong chương trình thăm chính thức Rumani sáng ngày 21 tháng 1 theo giờ địa phương, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã thăm Viện Nghiên cứu và Phát triển Tin học Quốc gia Rumani. Viện Nghiên cứu và Phát triển Tin học Quốc gia Rumani ICI là viện nghiên cứu chiến lược hàng đầu và có bề dày lịch sử hơn 50 năm về phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin cho Rumani. Phát biểu tại ICI, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho biết, để tiếp nối thành tựu hợp tác suốt gần 75 năm qua giữa hai nước, thời gian tới Việt Nam và Rumani cần tăng cường thúc đẩy hợp tác trên tất cả các lĩnh vực, trong đó có hợp tác để chia sẻ kinh nghiệm, kiến thức và khoa học công nghệ. Cho biết Việt Nam huy động mọi nguồn lực phục vụ phát triển đất nước nhanh và bền vững, dựa vào khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo. Việt Nam đã xây dựng và triển khai chiến lược chuyển đổi số quốc gia, chiến lược quốc gia về nghiên cứu, phát triển và ứng dụng trí tuệ nhân tạo, thành lập Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia, đề nghị Viện ICI Rumani đặt Việt Nam là một đối tác ưu tiên trong quá trình mở rộng hợp tác quốc tế. Trước mắt, hai bên cử các đoàn công tác để tìm hiểu cùng xây dựng kế hoạch, chương trình hợp tác. Viện ICI giúp Việt Nam đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực này. Theo Thủ tướng Phạm Minh Chính, Hội nghị WEF Davos 2024 có chủ đề Tái thiết lòng tin, cho thấy lòng tin là yếu tố hết sức quan trọng, trong khi Việt Nam và Rumani đã có sẵn lòng tin. Trở ngại lớn nhất giữa hai đất nước là về khoảng cách địa lý, song lĩnh vực hợp tác về khoa học công nghệ thông tin khắc phục được hạn chế này. Thủ tướng khích lệ các chuyên gia Việt Nam và Rumani cùng nhau nghiên cứu và phát triển các dự án hợp tác, đặc biệt là trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, an ninh mạng và ứng dụng công nghệ thông tin trong các lĩnh vực đời sống xã hội. Thủ tướng khẳng định, thời gian có giới hạn, song hợp tác giữa hai nước, nhất là trong lĩnh vực khoa học công nghệ, trí tuệ nhân tạo AI, blockchain là không có giới hạn. Ngay tại buổi làm việc, thực hiện ý kiến của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, lãnh đạo các bộ, ngành của Việt Nam đã gợi mở đề xuất các lĩnh vực hợp tác với ICI, trong đó Bộ Công an đã kết nối và ngay sau đó sẽ làm việc với ICI để tìm hiểu cơ hội hợp tác trong lĩnh vực an ninh mạng. Cũng tại cuộc làm việc, Viện Nghiên cứu và Phát triển Tin học Quốc gia Rumani và Viện Công nghệ số Chuyển đổi số Quốc gia Việt Nam đã trao biên bản ghi nhớ về hợp tác. Sau 4 ngày diễn ra tại công viên Lê Văn Tám, lễ hội Tết Việt năm 2024 chủ đề Tôn vinh văn hóa, kiến tạo tương lai đã chính thức khép lại vào tối qua. Sự kiện để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp trong lòng người dân thành phố cũng như du khách. Mặc dù là đêm cuối cùng, nhưng lễ hội Tết Việt vẫn có rất đông người dân đến trải nghiệm không khí rộn ràng hương sắc Tết. Có rất là nhiều gian hàng, đặc biệt là gian hàng ẩm thực thì có rất là nhiều món ngon và có nhiều cái gian hàng bánh Tết nữa, em thấy rất là hấp dẫn à. Không ngờ có những cái lễ hội như thế này để tụi em được tiếp cận cũng như dẫn theo con cháu để biết được cái là văn hóa của mình nó tuyệt vời như thế nào. Trong vòng 4 ngày, lễ hội đã thu hút hơn 90.000 lượt khách tham quan, trải nghiệm và mua sắm, doanh thu ước tính gần 50 tỷ đồng. Không gian của ngày Tết đã được tái hiện phong phú, sinh động thông qua các hoạt động từ ẩm thực đến văn hóa nghệ thuật, khơi dậy những nét đẹp của ngày Tết cổ truyền trên khắp mọi miền đất nước. Dù chúng ta có hiện đại, chúng ta có thay đổi theo những cái xu hướng mới, nhưng mà tôi nghĩ rằng những giá trị của ngày Tết cổ truyền đem lại, đó là một cái gì đó nó rất là cội rễ, nó là một cái mạch nguồn nuôi sống chúng ta, đặc biệt là một cái dân tộc mà rất là thích những cái không khí về tín ngưỡng dân gian và đặc biệt là những cái không khí của ngày lễ Tết như thế này. Những nụ cười của các bạn trẻ, nhất là những cái thắc mắc, những cái tò mò từng món ăn Việt mà họ cần biết mà xưa nay họ không biết, đó là có nghĩa rằng một sự thành công của lễ hội Tết Việt 2024. Lễ hội Tết Việt với những ý nghĩa mang lại đã góp phần định vị thương hiệu du lịch Thành phố Hồ Chí Minh, điểm đến thân thiện, sống động, tràn đầy hứng khởi đến người dân và du khách. Luật đất đai sửa đổi chính thức được thông qua, hoàn thành nhiệm vụ lập pháp quan trọng hàng đầu trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa 15. Luật đã trải qua quá trình xây dựng pháp luật bền bỉ và thận trọng. Với 16 chương, 260 điều, trong đó sửa đổi bổ sung 180 trên 212 điều của luật đất đai năm 2013 và bổ sung mới 78 điều, nhiều điểm mới về chính sách đất đai được đánh giá sẽ có thay đổi sát với thực tế, bảo đảm hài hòa lợi ích của nhà nước, người sử dụng đất và nhà đầu tư. Việc phân cấp phân quyền trong thực hiện quyền đại diện chủ sở hữu toàn dân về đất đai, thống nhất quản lý theo hướng nâng cao trách nhiệm của địa phương được đánh giá là một trong những điểm mới đột phá, giúp giảm đầu mối, giảm trung gian, giảm phiền hà, tiêu cực.
Và đặc biệt là luật đất đai lần này cũng tiếp tục có tính phân cấp, phân quyền về địa phương rất rõ. Trước đây là bản giá đất ban hành 5 năm một lần, và lại cái bản giá đất này lại bị khống chế là phải phù hợp với cái khung giá đất của chính phủ ban hành. Cho nên là lần này là 63 tỉnh và thành phố đều được quyền ban hành bản giá đất là phù hợp với địa phương của mình. Luật đất đai lần này sửa đổi theo hướng lấy người dân làm gốc. Theo đó, có nhiều điều khoản được điều chỉnh theo hướng bảo vệ lợi ích tối đa cho người dân. Chúng tôi đánh giá cao luật đất đai lần này chính là cái quy định về trách nhiệm của nhà nước là cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất gắn liền với quyền sở hữu nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất cho người sử dụng đất mà đủ điều kiện để cấp giấy chứng nhận. Và cái đây là trách nhiệm của nhà nước, tức là không đợi cá nhân hộ gia đình phải có đơn xin yêu cầu cấp giấy chứng nhận thì mới được cấp giấy chứng nhận như trước đây. Bất động sản là một ngành đặc thù, rất nhạy cảm, sẽ ảnh hưởng trực tiếp và tức thời bởi những thay đổi về luật cũng như chính sách đất đai. Để luật nhanh chóng đi vào cuộc sống, việc ban hành các văn bản hướng dẫn thi hành luật cần đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ. Đồng thời, cần tập trung tuyên truyền sâu rộng các nội dung, quy định mới đến các cấp, các ngành, doanh nghiệp và người dân. Tôi cho rằng nó sẽ tác động rất nhiều đến cái việc là các doanh nghiệp lâu nay đang bị những cái áp lực về cơ bản là việc cái tiền sử dụng đất là cái thứ nhất. Cái thứ hai là việc đấu giá bất động sản, đấu giá các cái tài sản của nhà nước. Thì khi mà chúng ta có được những cái luật nó rõ ràng về các cái cách tiếp cận đánh giá về cái giá trị đất cũng như liên quan đến bù giải tỏa thì cái bài toán bất động sản của thị trường Việt Nam sẽ từng bước được cải thiện. Tôi kỳ vọng là các đơn vị thuộc Bộ Tài nguyên Môi trường sẽ nhanh chóng phối hợp với địa phương, đặc biệt là thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Hà Nội để sửa đổi Nghị định 47 cho phù hợp với luật đất đai mới và phù hợp với tình hình thực tế tại các thành phố lớn để dễ triển khai trong thực tế. Tôi kỳ vọng rằng là luật đất đai sẽ tạo một cú hích trong việc phát triển giao thông đô thị cũng như là phát triển đô thị theo định hướng giao thông. Thì đấy cũng là cái hướng phát triển của Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và nhiều đô thị khác trong tương lai. Những đổi mới trong các quy định về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất sẽ là nền tảng đưa nguồn lực đất đai làm đầu vào cho quá trình phát triển kinh tế xã hội. Hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất được nâng cao, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao như chủ trương của Đảng và Nhà nước. Tất đất, tất vàng là câu nói để ví von về sự đắt đỏ của giá đất ở đô thị hiện nay. Nhưng hơn 20 năm qua tại Thành phố Hồ Chí Minh đã có hàng triệu mét vuông đất được người dân hiến để nhà nước mở rộng các tuyến đường, tuyến hẻm, xây dựng các công trình dân sinh theo chủ trương nhà nước và nhân dân cùng làm. Trong đó cũng có nhiều hộ dân đã hiến đất với giá trị hàng tỷ đồng, không chỉ giúp thay đổi diện mạo thành phố, cải thiện đời sống nhân dân mà còn toát lên nét đặc trưng văn hóa tốt đẹp của người dân thành phố rất cần được trân trọng và phát huy. Thưa quý vị, khu vực Phương Thanh đang đứng là đường song hành Kha Vạn Cân, thành phố Thủ Đức, và nơi đây thì cũng có tuyến đường sắt đi ngang qua. Còn bề rộng mặt đường thì trước đây cũng rất là nhỏ, khoảng từ 3 đến 4 mét, nên là tình trạng kẹt xe diễn ra thường xuyên. Chính vì vậy, cuối năm 2023 thì chính quyền địa phương cũng đã vận động người dân hiến đất mở đường với chiều dài đoạn đường khoảng 300 mét và bề rộng cũng đã được mở rộng từ 4 lên 8,6 mét. Trước khi mà mở cái này là thường xuyên kẹt, nhất là giờ cái tầm buổi sáng từ bắt đầu 6 giờ cho tới 7 rưỡi là nó kẹt triền miên. Nhưng sau 10 ngày mở được cái mặt đường ra, coi như rộng gấp đôi ra luôn á, thì nếu mà nói về người góc độ của người dân đó, tức là cả một cái vùng này luôn, người ta rất là bằng lòng và hài lòng về vấn đề này. Toàn tuyến này thì cái phạm vi mở rộng thêm khoảng hơn 1.000 mét vuông, trong đó thì có một phần là đất nhà nước quản lý, có 300 mét vuông là đất do gia đình anh Kiệt có nguồn gốc sử dụng từ trước, và khoảng gần 700 mét vuông là đất do hợp tác xã giao khoán cho gia đình anh Kiệt vẫn sử dụng cho đến nay. Khi mà chúng tôi đặt vấn đề thì anh Kiệt và gia đình đồng ý hiến toàn bộ cái phần đất này cho phường để mở rộng cái tuyến đường Kha Vạn Cân. Cái phần đất này là so ra thì nó rất lớn, so với mình nó cũng rất là lớn. Nhưng mà nó nằm ở cái phạm vi của lộ giới, thành ra nó cũng bị ảnh hưởng nhiều. Thay vì mình làm một cái việc từ thiện thì mình lấy cái này mình làm cái việc mở đường thì nó cũng tốt thôi. Mình nghĩ vậy thì mình làm thôi. Chứ còn nếu mà tính cân đo đong đếm thì đền bù thì cũng rất là lớn chứ không phải nhỏ.
Từ chủ trương đúng, cách làm đúng, ý đảng hòa vào lòng dân nên cuộc vận động đã thật sự hiệu quả và lan tỏa nhiều giá trị thiết thực trong cộng đồng. Cái chủ trương chung của thành phố Hồ Chí Minh á, mà mở đường hay là mở những con hẻm, tức là nó rất là nhiều cái mặt lợi. Thứ nhất là về cái vấn đề là phòng cháy chữa cháy nè, tức là xe phòng cháy sẽ có đủ cái thước để họ chạy vào, rồi xe cứu thương nè. Còn cái phúc lợi là khi mở cái đường rộng ra thì cái người nằm trên cái trục đường hay cái hẻm đó, họ sẽ có những cái giá thành, cái tài sản họ nó có một cái giá trị riêng nữa, tức là về cái chung có, về cái riêng có. Bà con thấy được cái lợi ích khi mà thực hiện đóng góp để nâng cấp những cái tuyến đường hẻm, khi được mở rộng, được chỉnh trang lên thì thay đổi cái bộ mặt, thay đổi đời sống của người dân và tạo cái điều kiện phát triển chung cho khu vực. Và với mỗi người dân, sự đóng góp dù có khác nhau nhưng tất cả đều mang một niềm vui chung thật giản đơn, cùng những kỳ vọng về sự phát triển của thành phố trong năm mới. Mình gặp bà con nói quá tốt rồi anh. Bây giờ đi xe đưa con đi học khỏi kẹt. Cảm ơn anh nhiều. Thì mình thấy vui thôi. Tại mình đã cho rồi, mình đâu có tính đó. Tôi chỉ nghĩ là gì, là cái lợi ích chung của bà con, của cộng đồng là trên hết. Thì trong đó có cá nhân gia đình tôi vui, bà con vui thì điều đó là tôi rất là mong muốn. Sau khi làm đường xong thì không riêng gì vì tôi mà toàn bộ người dân hôm nay rất là vui mừng, mà họ phát biểu là rất là ngỡ ngàng, không nghĩ ngày hôm nay có được con đường như vậy. Đó là cái điều mà là chính bản thân tôi đưa đất vô, tôi cũng thấy phấn khởi mà vui chung những cái niềm vui của mọi người ở đây. Không tính toán gì về đất đai hay là tiền bạc đóng góp vô, bao nhiêu đó là đủ rồi. Theo đề án tuyển sinh đại học năm 2024 được nhiều trường công bố, có trường kinh tế tuyển sinh nhóm ngành kỹ thuật, công nghệ có trường kỹ thuật tuyển sinh nhóm ngành khoa học xã hội, và nhiều chuyên gia cho rằng đây sẽ là xu thế khi các trường phát triển theo hướng đa ngành, đa lĩnh vực. Tuy nhiên, điều quan trọng vẫn phải đảm bảo các điều kiện tối thiểu về đội ngũ giảng viên, cơ sở vật chất. Theo thông tư tháng 2 năm 2022 của Bộ Giáo dục Đào tạo, điều kiện mở ngành đào tạo mới phải có ít nhất một tiến sĩ ngành phù hợp là giảng viên cơ hữu, không trùng với giảng viên cơ hữu là điều kiện mở ngành đào tạo trình độ đại học của các ngành khác. Có ít nhất 5 tiến sĩ là giảng viên cơ hữu có chuyên môn phù hợp để chủ trì giảng dạy chương trình. Về cơ sở vật chất, phải có đủ phòng học, phòng thí nghiệm, phòng thực hành, cơ sở sản xuất, thử nghiệm. Ở Pháp Luật sáng nay đã dành 2 trang đầu viết về thị trường vàng Việt Nam với ý kiến của các chuyên gia xoay quanh việc sửa Nghị định 24 năm 2012 nhằm kiểm soát giá vàng. Đây được xem là cú hích cho thị trường vàng trong nước khi hiện tại có sự chênh lệch lớn với giá vàng thế giới. Các chuyên gia cho rằng Việt Nam đã hội nhập quốc tế nên cần đi theo hướng quản lý thị trường vàng theo tiêu chuẩn quốc tế. Ngân hàng nhà nước nên tập trung vào vai trò nghiên cứu, ban hành chính sách, không nên tham gia trực tiếp vào việc mua bán vàng. Trong dài hạn, chính phủ có thể quay lại với việc quản lý xuất nhập vàng thông qua quota hạn ngạch tự do hơn, hoặc xem xét việc thành lập sàn vàng quốc gia cũng như tạo ra các kênh đầu tư vàng khác, cũng như không nên sử dụng một loại vàng miếng SJC làm thương hiệu độc quyền, và thay vào đó nên xem xét có thể sản xuất thêm một lượng lớn vàng miếng để cung ứng ra thị trường nhằm cân bằng cung cầu, tránh xảy ra hiện tượng sốt giá vàng. Thưa quý vị, tin thế giới, ngày 21 tháng 1 tại thủ đô Moscow, lãnh đạo Đảng Cộng sản Liên bang Nga Gennady Zyuganov dẫn đầu đoàn vào viếng và đặt hoa tại lăng lãnh tụ vô sản Vladimir Ilyich Lenin nhân kỷ niệm 100 năm ngày mất của ông. Dòng người mang theo cờ đỏ búa liềm, cờ đoàn, cờ của các tổ chức xã hội, các biểu ngữ tưởng nhớ sự nghiệp của vị lãnh tụ vô sản. Nhiều thanh niên sơn cao ảnh chân dung lãnh tụ Lenin đi bên cạnh ông, bà, cha, mẹ. Ông Zyuganov nhấn mạnh, lãnh tụ Vladimir Ilyich Lenin không bao giờ ra đi mà chỉ có trái tim ngừng đập cách đây đúng 100 năm. Bằng tài năng lãnh đạo của mình, Vladimir Ilyich Lenin đã đưa một đất nước bị tàn phá bởi chiến tranh thế giới thứ nhất tái sinh thành nước Cộng hòa Xô Viết. Ngày nay, những tư tưởng, chính sách sáng tạo, chiến thuật của Lenin đã được hiện thực hóa ở Nga. Vladimir Ilyich Lenin là nhà tư tưởng, chính trị gia thiên tài, người đã ra con đường xây dựng một thế giới nơi lao động chứ không phải đồng tiền thống trị, nơi mọi người đều được đối xử bình đẳng, được tôn vinh. Tư tưởng của Lenin trong quan hệ quốc tế cũng là di sản lớn cho nhân dân và nhân loại,
Tuyên ngôn của Lenin về nền hòa bình cho đến nay vẫn có ý nghĩa thực tiễn trong bối cảnh thế giới vẫn đang giải quyết rất nhiều cuộc xung đột. Nhiều người dân Nga tham dự sự kiện, dù già hay trẻ, đều tiếp tục khẳng định lãnh tụ Lenin là nhân cách vĩ đại nhất của thế kỷ 20, là người đã lãnh đạo cuộc cách mạng tháng 10 vĩ đại thành công, giải phóng người dân khỏi áp bức, bất công, xây dựng nên nhà nước Xô Viết đầu tiên trên thế giới. Người dân Nga coi việc kỷ niệm ngày mất của lãnh tụ Lenin là hành động biết ơn, bày tỏ lòng kính trọng, đồng thời là hành động ủng hộ những công cuộc cao cả về cốt người cần được nhân rộng trên thế giới. Ngày 21 tháng 1, quân đội Israel đã công bố hình ảnh về một đường hầm tại dải Gaza mà Israel cho rằng Hamas đã dùng để giam giữ khoảng 20 con tin. Theo quân đội Israel, đường hầm này nằm ở thành phố Khan Yunis ở phía nam Gaza, dài khoảng 1 km và nằm ở độ sâu 20 mét. Đoạn video cho thấy đường hầm có cửa chống nổ, bên trong có một cửa có chấn song dẫn vào một số căn phòng có nệm trải trên sàn, chén đĩa bẩn và một phòng tắm. Quân đội Israel cho biết đã đưa các nhà báo đến ghi lại hình ảnh đường hầm rồi sau đó phá hủy. Hiện chưa thể xác minh về địa điểm và thời gian những hình ảnh vừa được công bố. Cũng trong ngày 21 tháng 1, Israel đã phá hủy các căn nhà tại thành phố Hebron ở khu bờ Tây. Đây là nhà của hai tay súng bị tình nghi thực hiện một vụ tấn công tháng 11 năm ngoái, làm một binh lính Israel thiệt mạng. Cơ quan y tế Palestine cho biết, kể từ ngày 7 tháng 10 năm ngoái, đã có 369 người Palestine bị giết chết tại khu bờ Tây khi quân đội Israel bắt đầu chiến dịch truy lùng các tay súng. Trong khi đó, chiến sự tại Gaza vẫn đang tiếp diễn. Đến nay, đã khiến hơn 25.000 người Palestine thiệt mạng. Ngày 21 tháng 1, chính quyền do Nga bổ nhiệm tại vùng Donetsk cho biết 25 người đã thiệt mạng và 20 người khác bị thương sau khi Ukraine pháo kích vào thành phố Donetsk mà Nga đang kiểm soát. Người đứng đầu vùng Donetsk do Nga bổ nhiệm Denis Pushilin cho biết Ukraine đã dùng pháo 152 và 155mm bắn vào một khu chợ sầm uất ở quận Kirov, phía tây nam thành phố. Ba quả pháo được bắn vào khoảng 10 giờ sáng theo giờ địa phương, sau đó khoảng 10 phút có thêm 3 quả nữa. Theo quan chức này, trong số những người bị thương có 2 trẻ em, nhiều người khác đang trong tình trạng nghiêm trọng. Hiện các chuyên gia pháp y đang thu thập các mảnh vũ khí được sử dụng trong vụ tấn công. Thành phố Donetsk nằm gần chiến tuyến xung đột giữa Ukraine và Nga. Phía Nga cho biết, thành phố này bị Ukraine tấn công gần như hàng ngày kể từ khi xung đột, nhưng vụ việc mới nhất là một trong những cuộc tấn công gây tổn thất lớn nhất. Cũng liên quan đến xung đột tại Ukraine, hãng tin Reuters dẫn lời một binh sĩ Ukraine cho biết quân đội Nga đang hoạt động mạnh hơn tại khu vực biên giới phía đông bắc trong tháng qua. Binh sĩ này cho biết các vị trí của Ukraine ở vùng Sumy liên tục bị tấn công và các nhóm của Nga thường xuyên vượt biên giới. Ngày 2 tháng 1, trong một bài viết trên Facebook, quân đội Ukraine thông báo vùng Sumy đã bị pháo binh và máy bay Nga tấn công trong 24 giờ trước đó. Ủy ban thủ đô quốc gia Canada ngày 21 tháng 1 cho biết sông băng tự nhiên lớn nhất thế giới Rideau Canal Skateway đã được mở cửa trở lại để đón khách sau gần 2 năm đóng cửa vì thiếu băng. Sân băng dài 7,8 km này đã phải đóng cửa từ đầu năm 2023 sau gần 50 năm hoạt động. Nguyên nhân là do Ottawa trải qua mùa đông ấm thứ ba liên tiếp dẫn đến việc không có đủ lượng băng cần thiết để sân băng có thể hoạt động. Theo Ủy ban Thủ đô Quốc gia Canada, sân băng chỉ có thể hoạt động an toàn trong điều kiện có lớp băng dày ít nhất 30cm và nhiệt độ luôn ở trong mức từ âm 20 độ C đến âm 10 độ C trong 10 đến 14 ngày liên tục. Ủy ban trên và Hội đồng Tiêu chuẩn Canada đã tiến hành đánh giá rủi ro do biến đổi khí hậu đối với sân băng để đề ra các biện pháp vận hành an toàn và phù hợp. Vào mùa đông hàng năm, con kênh Trudeau ở thủ đô Ottawa của Canada trở thành sân trượt băng tự nhiên ngoài trời dài nhất thế giới và là điểm đến hàng đầu của đông đảo những người đam mê tìm kiếm cảm giác mạnh. Tổ chức kỷ lục Guinness Thế giới năm 2005 công nhận đây là đường trượt băng lớn nhất thế giới với kích thước bằng 90 sân trượt tiêu chuẩn Olympic. Không nao núng trước hiểm nguy, nhiều lần đối mặt với các tội phạm manh động, tội phạm ma túy và được ví như khắc tinh của tội phạm. Đó là những gì đồng đội nói về Đại úy Nguyễn Hữu Phước, công tác tại đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an thành phố Thủ Đức.
Thậm chí để đấu tranh với tội phạm mang lại sự bình yên cho thành phố, không ít lần đại úy Phước đã phải đối mặt với phơi nhiễm HIV. Đây là vụ cướp giật manh động xảy ra tại thành phố Thủ Đức, đã bị các chiến sĩ cảnh sát hình sự công an khống chế bắt giữ. Những vụ việc nguy hiểm như thế này có sự đóng góp tích cực từ đại úy Nguyễn Hữu Phước. Cũng đã không ít lần anh đối diện với hiểm nguy mang tính sống còn với căn bệnh thế kỷ. Thì sự việc mà tôi ghi nhớ nhất là lúc đó là bắt quả tang cái hai đối tượng trộm cắp tài sản là xe gắn máy. Thì khi mà khống chế đối tượng thì đối tượng té xuống thì đối tượng bị chảy máu. Thì tôi lúc đó là cũng bị chảy máu. Thì khi mà về khai thác với đối tượng thì đối tượng là khai là bị nhiễm HIV giai đoạn cuối. Thì tôi lúc đó là cũng hoang mang, nhưng mà sau khi điều trị phơi nhiễm xong thì nó cũng vượt qua và tiếp tục là công tác. Lý Phước là trong quá trình công tác về cái năng lực là rất là năng nổ, về cái công tác quản lý địa bàn có tham mưu một số cái giải pháp và một số biện pháp nhằm kéo giảm phạm pháp hình sự. Là nhà xa, hoàn cảnh kinh tế khó khăn, như đồng chí Phước luôn đi đầu trong mọi công việc, không ngại khó ngại khổ. Đồng chí Phước cũng là một tấm gương trẻ để cho một số đồng chí trong đơn vị nói theo. Ở trong quá trình công tác, đồng chí Phước này cũng thường xuyên kèm cặp các em mới ra trường, luôn vui vẻ và hòa đồng với tập thể đơn vị với anh em trong công tác thì không có nề hà gì. Đằng sau sự bình yên của thành phố là mưu trí, dũng cảm của chiến sĩ công an nhân dân, những người hùng thầm lặng giữa thời bình, vừa bản lĩnh khống chế tội phạm, vừa nhạy bén xử lý tình huống để thoát khỏi những nguy hiểm trong gang tấc. Học tập tư tưởng, tấm gương đạo đức của Hồ Chí Minh thì tôi tâm đắc nhất là câu nói của bác: dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong. Thì từ nguồn tin của quần chúng nhân dân thì giúp tôi là phòng ngừa và đấu tranh khám phá các vụ án, góp phần giữ vững tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Đại úy Nguyễn Hữu Phước đang tích cực đóng góp sức mình cho công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ sự bình yên cho nhân dân và thành phố. Nhân dịp Tết Nguyên Đán Giáp Thìn 2024, hơn 5.000 người đoàn viên công đoàn, người lao động khó khăn được Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ chăm lo trong chương trình Ngày hội công nhân, phiên chợ nghĩa tình diễn ra tối qua tại quận Bình Tân. Trong chuỗi hoạt động chăm lo Tết năm nay, Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chương trình Ngày hội công nhân, phiên chợ nghĩa tình với chủ đề khuyến khích thanh toán không dùng tiền mặt, được Liên đoàn Lao động Thành phố tổ chức với hai hình thức là phiên chợ online và phiên chợ trực tiếp để chăm lo cho 11.500 đoàn viên khó khăn với tổng số tiền hơn 5,5 tỷ đồng, tạo điều kiện cho đoàn viên công đoàn có nhiều cơ hội lựa chọn, mua sắm đầy đủ và tiết kiệm hơn cho dịp Tết. Phiên chợ được tổ chức từ ngày 21 đến ngày 27 tháng 1 năm 2024 với nhiều hoạt động văn nghệ, thể thao, giải trí, tư vấn pháp luật, đồng thời chăm lo cho 5.000 đoàn viên. Mỗi một đoàn viên được tặng 500.000 đồng để mua sắm tại phiên chợ và thanh toán thông qua ví điện tử ZaloPay. Qua đây, vận động đoàn viên công đoàn, người lao động hưởng ứng cuộc vận động Người Việt Nam dùng hàng Việt Nam và chuyển đổi số của thành phố. Chỉ còn khoảng 20 ngày nữa là đến Tết Nguyên Đán Giáp Thìn, tại các vựa hoa cây cảnh trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, không khí mua bán đã bắt đầu nhộn nhịp. Người đi chọn cây, người mua vật tư, cũng có người tới khảo sát giá cả. Ghi nhận của phóng viên HTV ngay sau đây. Thì hôm nay mình mua được một chậu cúc mâm xôi về trưng Tết. Thì thật sự mình quê thì quê ngoài Bình Định, nên là mình muốn trưng Tết sớm để mình chơi, sau đó mình về chơi cho ta với ông bạn ngoài quê. Tết thì mình cũng hay đi mua, nhưng mà mấy năm trước thì thấy nó cũng nhiều hoa hơn mấy năm nay. Nói chung là chắc là do tình hình kinh tế khó khăn nên người ta ít có nhập về. Năm ngoái là thoải mái, cứ ra là mình mua thấy cái bông nào đẹp là cứ lấy về, miễn sao chở cho đủ chiếc xe thôi. Còn bây giờ mình lựa những cái bông nào coi như là có cái chất lượng chút xíu. Năm nay thị trường hoa, cây cảnh nhìn chung vẫn khá đa dạng chủng loại, kích thước, màu sắc. Tuy nhiên giá cả sẽ là yếu tố người tiêu dùng quan tâm. Theo chia sẻ từ một số chủ cơ sở kinh doanh, hiện nay nhu cầu mua của người dân có xu hướng tăng dần, nhưng chủ yếu tập trung vào các loại cây cảnh, hoa có giá từ vài chục nghìn đến vài trăm nghìn đồng một chậu. Còn đối với các loại hoa kiển cao cấp, cây cảnh có giá từ vài triệu đồng đến vài chục triệu đồng, có nhu cầu nhưng chưa nhiều. Thưa
Thưa quý vị, theo ghi nhận của một số vườn hoa kiển ở đường Phạm Văn Đồng, thành phố Thủ Đức, thì những cặp mâm xôi như thế này, những năm trước có giá khoảng từ 250.000 đến 300.000 đồng một cặp, thì năm nay sẽ khoảng từ 230.000 đến 270.000 đồng một cặp. Hay như cây bưởi diễn cảnh này đây, sẽ có giá khoảng hơn 30 triệu đồng, thì năm nay chỉ trên khoảng 20 triệu đồng một cái cây bưởi diễn kiển như thế này. Và điều đó cho thấy là giá thành của hoa kiển trưng ngày Tết năm nay có phần giảm khoảng 20 đến 30% so với năm trước. Không nhập về nhiều so với mọi năm, như vậy chỉ còn tầm 80% so với mọi năm thôi. Như năm ngoái lấy tầm 4-5 ngàn mâm xôi gì đó, thì năm nay lấy khoảng tầm 3 ngàn mấy. Nhưng mà năm nay thì mình còn đang chờ xem, ví dụ như là cái lượng sức mua của người ta mà nó lên ấy, thì mình mới nhập vào. Năm nay thì mình chủ trọng là giá rẻ với lại tầm ít số tiền nhỏ hơn so với để vừa túi tiền hơn là so với các năm, thì mình sẽ bán nhiều cây lớn, nhưng mà năm nay mình bán ít cây lớn mà chủ yếu là bán cây nhỏ và lại rẻ hơn so với các năm. Từ nay đến cận Tết, dự đoán lượng khách đến các vựa hoa cây cảnh sẽ có nhiều thay đổi. Theo đó, các nhà vườn cũng đã chủ động theo dõi tình hình, liên tục cập nhật nhu cầu người tiêu dùng để kịp thời có phương án cung ứng nguồn hàng phục vụ dịp Tết. Thời điểm này, vương quốc quýt hồng ở huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp bắt đầu chín, chuyển từ màu xanh sang màu vàng óng ánh. Một số chủ vườn quýt đã chủ động mở cửa đón khách vào tham quan chụp ảnh, kết hợp phục vụ ăn uống dã ngoại, vừa phát triển kinh tế gia đình, vừa góp phần quảng bá đặc sản quýt hồng Lai Vung. Với khu vườn rộng 3,3 hectare, trong đó có 1,5 hectare quýt hồng đang mang quả. Năm nay là năm thứ ba, vườn quýt hồng Ba Liên ở xã Long Hậu, huyện Lai Vung mở cửa đón khách tham quan. Điểm tham quan này còn phục vụ nhiều món ăn chế biến từ quýt hồng. Năm nay thì tôi có đầu tư thêm một số tiểu cảnh và gian hàng trưng bày sản phẩm ô cốp. Thì vào đó thì chúng tôi cũng trang bị thêm những dàn bầu, dàn bí, để khách có thể bơi xuồng trải nghiệm hái những cái loại rau củ và vô chúng tôi có thể chế biến cho thực khách. Với mỗi vé vào cổng có giá 50.000 đồng với người lớn và 30.000 đồng đối với trẻ em, du khách được thưởng thức quýt hồng, tham quan chụp ảnh trong vườn quýt, trải nghiệm bơi xuồng, đi cầu khỉ. Các điểm tham quan còn bố trí khu vực cho du khách tự tay hái những quả quýt hồng mang về làm quà cho người thân. Khi đến tham quan vườn quýt thì là một cái trải nghiệm thật là thú vị. Vườn quýt thì mát mẻ và trái thì rất là to và lên màu vàng tươi rất là đẹp. Nhờ như vậy mà tôi có được những cái bức ảnh rất là đẹp cùng với gia đình. Và tôi rất thích là nhìn những cái cây trái nó triểu quả. Mình nhìn mình nó cái mình rất là hào hứng và mình rất là thích thú. Huyện Lai Vung nổi tiếng gần xa với đặc sản quýt hồng. Thời Hoàng Kim, nơi đây có hơn 1.000 hectare trồng quýt. Tuy nhiên, vì bệnh vàng lá, thối rễ tấn công đã làm thiệt hại lớn những vườn đang cho trái. Ủy ban Nhân dân huyện đã triển khai thực hiện đề án bảo tồn vườn quýt hồng Lai Vung. Hiện nay, nhiều vườn quýt đã phục hồi và phát triển với tổng diện tích trên 220 hectare. Thực hiện đề án khôi phục các diện tích quýt hồng đó, thì năm nay là cũng năm thứ ba, thì có cho thấy là chiều hướng phát triển rất là tốt. Các vườn quýt thì bây giờ thì cây trái nó cũng xanh, rồi lá nó không có bị vàng như trước đây nữa, trái thì nó bóng đẹp. Năm nay huyện Lai Vung có 16 điểm tham quan vườn cây ăn trái trong dịp Tết. Trong đó có 10 điểm tham quan vườn quýt hồng. Mỗi điểm tham quan vườn quýt có diện tích từ 5.000 m2 trở lên. Thời gian hoạt động của các điểm tham quan này là từ nay đến cận Tết Nguyên Đán. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin sáng nay của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Chúc quý vị có tuần mới làm việc hiệu quả. Xin kính chào, tạm biệt.